Hồi xuân vốn ấn tượng với nhiều cảnh đẹp, nhiều địa danh nổi tiếng, khiến nhiều người mê mẩn và mong muốn được đặt chân đến để khám phá. Vậy tour du lịch thị trấn Hồi Xuân có gì thú vị? Đâu là những địa điểm check-in đặc sắc khiến bạn cảm thấy phấn khích? Sau đây là danh sách các địa điểm du lịch thị trấn Hồi Xuân nổi bật để ghé đến trong chuyến hành trình sắp tới. Cầu đôi Na Sải Quan Hóa, điểm nhấn đầu tiên khi bạn đến với thị trấn Hồi Xuân. Cầu Na Sải bắc qua sông Mã, từ xã Phung Nghiêm sang thị trấn Hồi Xuân. Đây được xem là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách bốn phương, với vẻ dịu dàng, trầm tư của mình. Cầu Na Sải đã trở thành địa điểm du lịch, thu hút nhiều bạn trẻ, khách du lịch, nhiếp ảnh gia lên cầu ngắm cảnh và chụp những bức ảnh vô cùng lãng mạn. Đền thờ Thượng tướng Lò Khảm Ban, lễ hội Mường Ca Gia. Ngôi đền thờ Thượng tướng Lò Khảm Ban nằm trên sườn đồi Pom Kéo tại khu khầm thị trấn Hồi Xuân. Thượng tướng Lò Khảm Ban là một vị thủ lĩnh tài ba xuất sắc về võ nghệ, đã có công lớn trong việc giúp vua Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh. Đền thờ ông mang trong mình vẻ linh thiêng, bao quanh bởi không khí trong lành và yên bình. Ngoài việc là nơi thờ phụng vị thượng tướng tài ba, đền thờ còn trở thành điểm dừng chân lý tưởng trong hành trình du lịch tâm linh. Cùng với đền thờ, Mường Ca Gia cũng là một dấu ấn văn hóa và lịch sử của huyện Quan Hóa, được thành lập vào khoảng thế kỷ 15 bởi thượng tướng thống lĩnh quân Lò Khảm Ban. Lễ hội Mường Ca Gia là một lễ hội truyền thống đặc biệt của cộng đồng các dân tộc trong khu vực. Lễ hội được tổ chức 5 năm một lần, thường vào khoảng tháng 2 âm lịch. Chùa Ông Động Bà. Câu chuyện về chùa Ông và Động Bà gắn liền với câu chuyện tình thủy chung hóa đá. Truyền thuyết kể lại câu chuyện của ông Lò Khảm Ban, người đã được phong chức thượng tướng thống lĩnh quân sau khi Lê Lợi lên ngôi hoàng đế vào năm 1428. Ngài đã đến vùng biên ải phía tây của đất nước và tại cửa sông Lò, ông có một giấc mơ kỳ lạ liên quan đến địa điểm mà sau này được chọn để xây dựng chùa Ông. Chùa Ông và Động Bà không có quy mô đồ sộ như một số ngôi chùa và hang động khác, nhưng chúng mang trong mình những giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt. Ngoài việc tham quan chùa Ông và Động Bà, du khách cũng có cơ hội tìm hiểu về hệ sinh thái nguyên sơ xung quanh khu vực này, cùng hệ thống hang động phong phú và mê hoặc. Hàng năm, đặc biệt vào dịp mùa xuân, nhiều du khách và đồng bào các dân tộc trong vùng đến vãn cảnh chùa Ông và Động Bà, thắp nén hương cầu xin may mắn và bình an trong cuộc sống. Trải nghiệm du lịch cộng đồng tại khu khó, khu nghèo. Điểm du lịch sinh thái khu nghèo, khu khó nằm dưới chân dãy núi Pù Luông, nơi sinh sống của đồng bào Thái, là một trải nghiệm đáng nhớ tại thị trấn Hồi Xuân mà bạn không nên bỏ qua. Nhờ cảnh đẹp hoang sơ cùng với các giá trị văn hóa truyền thống còn lưu giữ lại, điểm du lịch sinh thái khu nghèo, khu khó đã trở thành điểm du lịch thu hút khách đến tham quan. Nhờ chú trọng việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, nên các phong tục, tập quán dường như còn nguyên vẹn, không bị đổi thay theo thời gian. Đến với nơi này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng cảm giác bình yên, êm ả nơi núi rừng. Và đặc biệt là được giao lưu trò chuyện, hàn huyên tâm sự với những con người chân chất, tấm lòng đơn sơ nhưng nồng hậu. Sau ngày đi chơi thăm thú, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn ngon tại bản như xôi ngũ sắc, cơm lam, cá nướng, gà, lợn mệt, do bàn tay khéo léo của các cô gái bản chuẩn bị làm say lòng mọi thực khách. Khi đã nồng nàn men say, tại đây sẽ có những buổi giao lưu văn nghệ với các điệu múa xòe, nhảy sạp sôi nổi, cuốn hút du khách đến với bản. Điểm đến cuối cùng du khách sẽ được tham quan và thưởng thức đó là chợ đêm Hồi Xuân Quan Hóa, diễn ra vào tối ngày 15 và ngày 28 hàng tháng. Đến với chợ đêm Hồi Xuân Quan Hóa, du khách sẽ được ngắm không gian chợ phiên miền núi vào buổi đêm trong ánh điện lung linh của núi rừng miền Tây Thanh Hóa. Chợ đêm Hồi Xuân Quan Hóa có bán các sản phẩm, các món ăn mang đặc trưng riêng của núi rừng miền núi. Có điều kiện, mời bạn hãy đến với chợ đêm Hồi Xuân Quan Hóa để cùng thưởng thức nhé!
với những nét đẹp hoang sơ kỳ vĩ và sự hấp dẫn của văn hóa bản địa. Những địa điểm du lịch thị trấn Hồi Xuân chắc chắn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, làm thay đổi từng ngày vùng đất nghèo của miền Tây Sử Thành.